Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh thế giới nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Quân đội Nga tuyên bố làm chủ Volnovakha, hàng trăm lính Ukraine ra hàng ở Mariupol. Nga xác nhận tướng chỉ huy tập đoàn quân tinh nhuệ thiệt mạng ở Ukraine. Quân đội Ukraine tuyên bố hạ sát đại tá xe tăng Nga từng được đích thân Tổng thống Putin vinh danh. Tổng thống Ukraine tuyên bố đang trên đà chiến thắng. Ảnh vệ tinh tiết lộ quân Nga chỉ cách trung tâm Kiev 15 km, nhiều xe quân sự nấp trong rừng cây. Ngay sau đây, mời quý vị các bạn đến với phần nội dung chi tiết. Quân đội Nga tuyên bố làm chủ Volnovakha, hàng trăm lính Ukraine ra hàng ở Mariupol. Hãng Sputnik dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng lực lượng thân Nga ở Donbass đã kiểm soát Volnovakha. Một nhóm lực lượng của Donetsk đã làm chủ thành phố Volnovakha, các khu dân cư lân cận là Otkinka, Veliko, Anadol. Zelenigai cũng đã được kiểm soát, chiều sâu của cuộc tiến công lên tới 6 km. Ông Igor Konashenkov cũng lưu ý rằng dân quân Donetsk đang siết chặt vùng vây xung quanh thành phố Mariupol. Cùng lúc đó, quân đội Nga đã tiến tới phòng tuyến Petrovskoy, Esvernoka, Otibraskaya. Donetsk News Agency thì lại dẫn nguồn tuyên bố của chỉ huy dân quân Donetsk Edgar Barusin cho biết trong ngày 10 tháng 3, họ đã tiêu diệt 22 vị trí hỏa lực và 40 tay súng đối phương trong các cuộc giao tranh trên đường phố Mariupol. Ông Barusin nhấn mạnh, lực lượng dân quân đã bắt giữ được hai tổ hợp pháo phản lực BM-21 Grad, những thứ được sử dụng để bắn phá các khu dân cư. Chúng tôi cũng đã sơ tán 8 thường dân khỏi các tòa nhà mới được kiểm soát từ tay đơn vị của Azov, nhóm vũ trang cánh hữu Ukraine đang phòng thủ Mariupol. Bên cạnh tuyên bố 26 quân nhân lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và lữ đoàn vệ tinh quốc gia số 12, Ukraine đã tự nguyện hạ vũ khí trước lực lượng Donetsk. Ông Basurin đưa ra con số thống kê như sau. Khoảng 140 quân nhân Ukraine đã ra hàng kể từ khi Nga và các thực thể Donbass bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga xác nhận tướng chỉ huy tập đoàn quân tinh nhuệ thiệt mạng ở Ukraine. Hãng tin CNN dẫn thông báo từ chính quyền thành phố Novorossiysk của Nga cho biết, Thiếu tướng Nga Andrei Sutkovsky đã thiệt mạng trong quá trình tham gia chiến đấu ở Ukraine. Theo thông báo này, tướng Sutkovsky, phó tư lệnh tập đoàn quân số 41 của Nga, đã thiệt mạng vào ngày 28 tháng 2 khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu cho một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Ông Sutkovsky trước đây từng tham gia các chiến dịch của Nga ở khu vực Bắc Caucasus và Syria. Đây là xác nhận đầu tiên từ phía chính quyền Nga liên quan tới sự ra đi của Thiếu tướng Andrei Sutkovsky. Trước đó hôm 3 tháng 3, thông tin Thiếu tướng Andrei Sutkovsky thiệt mạng đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi kịch liệt trên các trang mạng xã hội VK và Twitter. Sau khi tờ Lentaru dẫn nguồn tin từ tài khoản mạng xã hội VK cho biết tướng Andrei Sutkovsky đã thiệt mạng trong chiến dịch ở Ukraine, thì thông tin đó đã nhanh chóng được một số báo Nga như là Gazeta.ru cũng như các báo nước ngoài như là Newsweek, Metro, Daily Mail, đặc biệt là truyền thông Ukraine dẫn lại và chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Trong những giờ sau đó, tin đồn này đã trở thành lý do trong cuộc tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội VK và Twitter về độ xác thực. Quân đội Ukraine tuyên bố hạ sát đại tá xe tăng Nga từng được đích thân Tổng thống Putin vinh danh. Quân đội Ukraine hôm thứ Năm tuyên bố các lực lượng quân sự của họ đã tiêu diệt một chỉ huy xe tăng Nga, người được đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin vinh danh. Cụ thể, Văn phòng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 10 tháng 3 đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một đoàn xe tăng Nga bị các đơn vị pháo binh Ukraine tấn công với tuyên bố đính kèm. Chỉ huy trung đoàn của những kẻ chiếm đóng, đại tá Andrei Zhadkovo đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Trong cuộc cạnh tranh ở quận Brovary thuộc vùng Kiev, nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Trung đoàn Thiết giáp số 6 Chernbakhrun thuộc Sư đoàn Thiết giáp số 90, Bộ Tư lệnh Quân khu Trung tâm Quân đội Nga đã bị thiệt hại đáng kể về nhân sự và trang thiết bị. Tuyên bố của Ukraine cho biết, Đại tá Zhakharov là một trong số các sĩ quan quân đội Nga được đích thân Tổng thống Vladimir Putin vinh danh trong buổi lễ tổ chức tại Đại sảnh Nhà thờ Thánh Giorgio ở Điện Kremlin ngày 17 tháng 5 năm 2016. Ông Zhakharov đã được trao tặng huân chương dũng cảm vì những hành động xuất sắc của mình trong các chiến dịch quân sự của Nga ở Syria. Trong đoạn video mà quân đội Ukraine đăng tải, nhiều khả năng được quay bởi các máy bay không người lái. Người xem có thể nhìn thấy hàng chục xe tăng Nga đang đậu dọc theo tuyến đường cao tốc ở quận Brovary của Kiev và đã bị phía Ukraine pháo kích.
Nếu thông tin của quân đội Ukraine về đại tá Zakharov chính xác, ông sẽ là một trong số các chỉ huy cấp cao của quân đội Nga thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Ukraine cho đến nay. Tuần trước, các lực lượng Ukraine được cho là đã giết Thiếu tướng Andrei Sutkovsky, chỉ huy sư đoàn dù số 7, kiêm phó tư lệnh tập đoàn quân số 41 bằng súng bắn tỉa. Hôm thứ Hai đầu tuần này, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cũng tuyên bố hạ sát Thiếu tướng Vitaly Gerasimov, phó chỉ huy thứ nhất của tập đoàn quân số 41 thuộc biên chế của quân khu trung tâm quân đội Nga. Tổng thống Ukraine tuyên bố đang trên đà chiến thắng. Ngày 11 tháng 2, Tổng thống Zelensky phát biểu, không thể khẳng định chúng ta còn bao nhiêu ngày nữa mới giải phóng được đất nước Ukraine, nhưng có thể nói rằng chúng ta sẽ làm được vì chúng ta đã đạt đến một bước ngoặt chiến lược. Chúng ta đang tiến tới mục tiêu của chúng ta, chiến thắng của chúng ta. Ông Zelensky nói thêm, người Ukraine luôn tự hào là những người bảo vệ mảnh đất của mình và sẽ không nhượng bộ bất kỳ tấc đất nào cho đối thủ. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt để gây sức ép với Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay cũng tuyên bố, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Ông Shoigu nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia, tất cả đang diễn ra theo đúng kế hoạch, chúng tôi báo cáo với Tổng thống từng ngày trong tuần. Ông Shoigu cũng cho biết quân đội Nga đã nhận được hơn 16.000 đơn xin tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine từ các tình nguyện viên ở Trung Đông. Bộ trưởng Shoigu cũng đề nghị Tổng thống Putin cung cấp thêm vũ khí để trang bị cho các khu vực ly khai ở Donbass, phía đông Ukraine, đặc biệt là các hệ thống phòng không, trong đó có Manpass cùng với các tên lửa chống tăng hạng nhẹ. Bộ trưởng Shoigu cho biết, chúng ta đã tịch thu được số lượng lớn vũ khí của Ukraine, gồm xe tăng, xe bọc thép và các loại vũ khí nhỏ, đạn pháo. Ngoài ra còn có nhiều tổ hợp Javelin và Stinger. Nên chuyển các vũ khí này cho các nước Cộng hòa Luhansk và Donetsk, cho lực lượng dân quân, để họ có thể thực hiện hiệu quả hơn việc bảo vệ các nước Cộng hòa. Tổng thống Putin ủng hộ cả hai đề xuất trên. Ông nói rằng Nga cần hỗ trợ các tình nguyện viên, những người sẵn sàng chiến đấu ở Donbass đến khu vực tiền tuyến. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga được đưa ra trong bối cảnh phương Tây cho rằng quân đội Nga đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của lực lượng Ukraine và các rào cản ngoài dự tính. Nga được cho là đang tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tốc độ tiến công sau 2 tuần bị chững lại do sức phản kháng của Ukraine. Trong khi đạt được bước tiến đáng kể ở miền Nam, lực lượng của Nga vấp phải nhiều thách thức hơn ở miền Bắc. Giới chức Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ vũ khí, máy bay chiến đấu và lập vùng cấm bay để cản đà tiến công của lực lượng Nga. Tuy vậy, đến nay, Mỹ và các đồng minh NATO bác bỏ việc cung cấp máy bay và lập vùng cấm bay vì lo ngại động thái này có thể kéo theo xung đột trực tiếp với Nga. Ảnh vệ tinh tiết lộ quân Nga chỉ cách trung tâm Kiev 15 km, nhiều xe quân sự nấp trong rừng cây. Sau khi bị chậm lại trong nhiều ngày, các lực lượng Nga hiện đã nhích thêm gần 3 km tới thủ đô Kiev của Ukraine trong 24 giờ qua. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tính đến thời điểm hiện tại, quân đội Nga đóng quân cách trung tâm thành phố khoảng 15 km. Hai nhóm quân đội Nga đã đồng thời tiến vào phía đông bắc để tiến vào thủ đô Ukraine. Tuy nhiên, một số nhóm quân đội Nga xuất phát từ thị trấn phía bắc Sumy được cho là đã quay đầu về phía đông bắc, hãng ABC News đưa tin. Theo Masa Technologies, các hình ảnh vệ tinh ở phía tây bắc Kiev cũng cho thấy một số thành phần của đoàn xe quân sự đã được bố trí lại vào các khu rừng và các khu vực rợp bóng cây gần Lyubyanka, Ukraine. Trong khi đó, các báo cáo cho thấy quân đội Nga tiếp tục triển khai ở phía tây bắc của Kiev, gần sân bay Hostomel còn được gọi là Antonov. Ngoài ra, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra tại thành phố cảng chiến lược Mariupol, nơi bị quân Nga bao vây nhưng chưa chiếm được. Theo báo cáo, thành phố Chernihiv vẫn bị cô lập, nhưng quân đội Nga thì không tiến lên được. Tuy nhiên, có báo cáo cho thấy là các cuộc pháo kích dữ dội từ Nga vấp phải chống trả từ lực lượng Ukraine. Trong khi đó, nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vẫn trong tình trạng mất điện kể từ hôm 8 tháng 3, và Ukraine đã cảnh báo rằng nó có thể dẫn đến nguy cơ rò rỉ phóng xạ hạt nhân. Cơ quan khẩn cấp quốc gia Kiev cảnh báo rằng nếu nguồn điện không được khôi phục cho các hệ thống làm mát của nhà máy, nó có thể tạo ra đám mây phóng xạ bay khắp qua Ukraine, Belarus, Nga và châu Âu. Do sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine, các lực lượng Nga đang tăng cường lực lượng được triển khai để bao vây các thành phố quan trọng ở Ukraine. Điều này sẽ làm giảm số lực lượng có sẵn để tiếp tục tiến công và sẽ làm chậm hơn nữa tiến độ của Nga. Các bức ảnh xuất hiện hôm 9 tháng 3 cũng cho thấy các đơn vị thiết giáp đang bao vây thị trấn gần sân bay Antonov.
Ngoài ra, cũng đã có báo cáo về sự cố mất kết nối Internet ở thành phố Kherson do Nga chiếm đóng, nơi mà Mỹ ước tính rằng Nga đã dội hơn 775 quả tên lửa kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 24 tháng 2.